Trong 2 năm tới, có đến 77% số người sẽ trở thành những người nghèo kiểu mới và ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vậy, nghèo kiểu mới là gì? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các đặc điểm của những người thuộc dạng nghèo mới. Đừng để mình rơi vào danh sách này nhé! Giả sử bạn có thể ấn một nút bấm và làm cho mọi người trên thế giới đều sở hữu 1.000 tỷ đồng. Bạn có bấm không? Có lẽ bạn sẽ bấm vì bạn là một người nhân ái, nghĩ rằng nếu ai cũng có 1.000 tỷ thì mọi người sẽ hạnh phúc, không còn phải làm việc nữa. Nếu bạn có 1.000 tỷ, bạn có đi làm thuê không? Chắc chắn là không, đúng không? Bạn sẽ mua một ngôi biệt thự xa hoa, thuê 3 người giúp việc, 2 vệ sĩ và 1 tài xế. Nhưng vấn đề ở đây là, một người cũng có 1.000 tỷ, liệu họ có cần làm bảo mẫu cho bạn không? Nếu ai cũng có 1.000 tỷ, sẽ chẳng còn ai làm lao công ngoài đường, không có đầu bếp hay phục vụ trong nhà hàng. Vì sao? Bởi ai cũng giàu và không cần phải phục vụ ai khác nữa. Cuối cùng, 1.000 tỷ thậm chí còn không đủ để mua một ổ bánh mì. Đó là hiện thực. Thế giới này sẽ không bao giờ cho phép tất cả mọi người trở nên giàu có. Sự thật phũ phàng về sự cố định giai tầng xã hội. Xã hội này được thiết kế để có giai tầng, để người nghèo luôn phải là người nghèo. Bộ phim Đại gia thành phố Si Hong kể về một người đàn ông trung niên, Vương Đa Ngư, từng là người thất bại, nhưng bất ngờ được thừa kế tài sản khổng lồ của người chú và trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, để nhận được tài sản này, anh phải hoàn thành điều kiện là tiêu hết 10 tỷ trong vòng 1 tháng. Vương Đa Ngư và nhóm bạn thân lập tức bắt tay vào đốt tiền. Họ mua những cổ phiếu sắp rời sàn, tưởng sẽ mất tiền, nhưng lại bất ngờ thu lãi 10 tỷ. Họ mua một khu chung cư bỏ hoang, tưởng để ném tiền qua cửa sổ, nhưng lại thành công khi khu đất được quy hoạch thành khu học tập, lại kiếm thêm được 10 tỷ. Bộ phim hài hước này phơi bày một sự thật khắc nghiệt. Tiền bạc trong tay người giàu tự sinh sôi, còn người nghèo, dù cố gắng thế nào cũng khó làm tiền sinh ra tiền. Đây chính là hiệu ứng Matthew trong kinh tế, một hiện tượng mà Kinh Thánh đã ghi lại qua câu chuyện ngụ ngôn trong Phúc âm Matthew. Câu chuyện của 3 người hầu và vị vua. Một ngày nọ, một vị vua chuẩn bị đi xa và giao cho 3 người hầu, mỗi người 1 thỏi bạc để kinh doanh trong lúc ông vắng mặt. Khi ông quay lại, người hầu đầu tiên báo cáo: "Thưa ngài, thỏi bạc của ngài tôi đã sinh lời ra 10 thỏi." Vua ban thưởng cho anh ta 10 tòa thành. Người hầu thứ hai báo cáo: "Thưa ngài, tôi đã làm ra 5 thỏi bạc từ thỏi ban đầu." Vua cũng ban thưởng cho anh ta 5 tòa thành. Người hầu thứ ba nói: "Thưa ngài, thỏi bạc mà ngài trao, tôi đã gói kỹ trong khăn tay để khỏi mất mát và không dám lấy ra." Nghe vậy, nhà vua ra lệnh tước thỏi bạc của người hầu này và thưởng cho người đầu tiên. Ông còn dặn, ai đã có nhiều thì sẽ được thêm, ai có ít thì ngay cả cái ít ỏi đó cũng sẽ bị lấy mất. Hiệu ứng này phản ánh rõ trong xã hội. Người giàu càng ngày càng giàu, còn người nghèo càng thêm nghèo. Thậm chí, con cái của người giàu cũng tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung túc, trong khi con cháu của người nghèo khó lòng thoát khỏi cảnh túng thiếu. Trước đây, tôi từng nghĩ tài sản của người giàu chính là những ngôi biệt thự hay xe sang. Nhưng sau này tôi hiểu rằng, với người giàu, những thứ đó chỉ là vật chết. Chúng không thể chăm sóc họ, không thể dọn dẹp, nấu nướng hay làm những công việc cần thiết. Người giàu thật sự tận hưởng cuộc sống là nhờ vào những người cần tiền để tồn tại. Những người nghèo mới là tài sản quý giá nhất của họ. Và vì thế, giữ cho người nghèo luôn thiếu thốn lại trở thành mục tiêu ngầm chung của giới giàu có. Khái niệm về nghèo kiểu mới. Nhà xã hội học Bauman từ Ba Lan từng nói rằng, người nghèo thời xưa rất dễ nhận diện, họ không có tài sản, sống qua ngày và ít có của cải giá trị. Nhưng trong thời đại hiện nay, chúng ta chứng kiến một kiểu nghèo mới, những người có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại rỗng tuếch về tài chính. Họ có nhà cửa, xe cộ, thậm chí cả những đồ vật sang trọng, nhưng bên trong ví tiền lại trống rỗng. Tài khoản ngân hàng có thể có mã bảo mật 6 chữ số, nhưng số dư thường chỉ là 3 con số nhỏ. Với người nghèo kiểu mới, lương về chỉ để xoay vòng trả nợ, thanh toán hóa đơn và ngay sau đó tài khoản quay về số 0. Không phải họ không có thu nhập, mà vấn đề nằm ở lối sống và áp lực chi tiêu hiện đại. Ngày xưa, nghèo khó là sống mà không có tích lũy, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không có khả năng đầu tư hay phòng bị. Nhưng ngày nay, xã hội phát triển cùng các dịch vụ vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, trả góp, khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy vay nợ. Một chiếc xe hơi, một chiếc điện thoại đời mới hay căn hộ đẹp dễ dàng trở thành món nợ ngầm, khiến họ sống trong cảnh chi tiêu quá mức khả năng. Nghĩ về những người bạn xung quanh, có phải bạn cũng nhận ra ai đó thuộc kiểu nghèo mới này? Những người có cuộc sống tưởng chừng đủ đầy nhưng lại phải vay mượn vài triệu đồng khi cần, hoặc trông chờ đến kỳ lương để trả cho những khoản chi tiêu vượt tầm với.
Có thể họ vẫn sống trong một căn hộ tiện nghi, nhưng thường xuyên phải xoay sở từng khoản chi tiêu nhỏ. Nghèo kiểu mới không phải vì thiếu cơ hội, mà vì tư duy tiêu dùng thiếu kiểm soát, không có tích lũy lâu dài. Họ là những người luôn bị cám dỗ bởi những tiện nghi và trào lưu, nhưng đổi lại là những áp lực nợ nần chồng chất. Đây là một thực trạng đáng suy ngẫm, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tài sản thật sự. Không phải là vẻ ngoài, mà là khả năng tài chính bên trong và sự tự do khỏi những ràng buộc tài chính. Câu chuyện của Thượng Đế, con gà và sự kiên nhẫn. Một ngày nọ, Thượng Đế quyết định lấy đi mọi tài sản của con người. Tất cả mọi người đều rơi vào cảnh đói nghèo, không còn gì để ăn, không nơi nương tựa. Sau 3 ngày nhịn đói, Thượng Đế trao cho mỗi người một con gà và một ít thức ăn. Phản ứng của họ rất khác nhau. Một số người, vì quá đói và mong muốn một bữa ăn ngay lập tức, đã giết gà để ăn. Họ ăn bữa no trước mắt, thỏa mãn cơn đói ngắn hạn. Những người còn lại, dù bụng cũng cồn cào, nhận thấy mình được trao cho gà mái, đã kiên nhẫn giữ lại để nuôi gà, mong rằng mỗi ngày có thể nhặt được một quả trứng. Dù không đủ no, nhưng ít nhất họ không sợ chết đói. Sau một thời gian, những người sở hữu gà trống và gà mái đã bắt đầu hợp tác với nhau. Họ kết đôi những con gà và tạo nên đàn gà con. Khi đàn gà lớn lên, mỗi ngày họ đều thu hoạch được trứng và số trứng này đủ để họ chia sẻ cho nhau. Thậm chí, gà con lớn dần và tiếp tục sinh sản, giúp họ có thêm nguồn thu nhập từ đàn gà ngày một lớn mạnh. Dù họ không có bữa ăn thịnh soạn ngay từ đầu, nhưng nhờ sự kiên nhẫn, giờ đây họ có được cuộc sống đủ đầy và bền vững. Ngược lại, những người giết gà từ đầu, sau khi ăn hết đã trở nên gầy gò, kiệt sức vì đói khát. Khi cơn đói kéo dài, họ bắt đầu đổ lỗi và trách móc Thượng Đế rằng tại sao lại không ban thêm cho họ một con gà khác. Nhưng họ không nhận ra rằng chính quyết định của mình đã đẩy họ vào cảnh đói nghèo. Trong khi đó, những người đã kiên nhẫn nuôi gà không chỉ có thực phẩm đủ ăn mà còn có cả nguồn cung dư giả. Họ thậm chí còn có nhiều gà đến mức không thể tự chăm sóc hết được. Lúc này, họ tìm đến những người đã ăn hết gà và đưa ra đề nghị. Bạn có muốn làm việc cho tôi không? Tôi có thể trả công bạn bằng trứng gà. Vậy là từ một xã hội mà ai cũng được trao cho một con gà, theo thời gian đã hình thành nên những tầng lớp khác nhau, những người nghèo, tầng lớp trung lưu và cả những người giàu. Sự khác biệt nằm ở cách họ sử dụng tài sản được trao. Người nghèo thì tiêu thụ ngay lập tức để có được sự thỏa mãn ngắn hạn, trong khi người giàu lại nhìn xa hơn, biết cách đầu tư để sinh lợi nhuận. Đối với người nghèo, tiền bạc giống như những phiếu mua hàng phục vụ cho những nhu cầu ngay trước mắt. Nhưng với người giàu, tiền lại là phương tiện để đầu tư và gia tăng giá trị. Một khi bạn hiểu cách làm cho tiền sinh ra tiền, bạn có thể biến số tiền đang có thành một nguồn thu nhập không bao giờ cạn, giống như cách những người kiên nhẫn nuôi gà đã biến chúng thành một tài sản bền vững. Câu chuyện này là một bài học sâu sắc về sự khác biệt giữa tiêu dùng và đầu tư, giữa tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn, yếu tố quyết định trong hành trình xây dựng sự giàu có, bền vững. Tại sao người nghèo chỉ nghĩ ngắn hạn? Năm 1983, nhà kinh tế học người Mỹ Abhijit Banerjee phát hiện ra rằng những người nghèo chỉ ăn một bữa mỗi ngày nhưng lại nhịn ăn để mua một chiếc TV thay vì dự trữ lương thực. Banerjee cảm thấy khó hiểu và dành 15 năm khảo sát các vùng nghèo khó khắp thế giới. Cuối cùng, ông hoàn thành tác phẩm Bản chất của nghèo đói và giành giải Nobel Kinh tế năm 2019. Vì sao người nghèo lại nghèo? Cuốn sách chỉ ra rằng, nếu đọc sách khiến bạn buồn ngủ nhưng lại tỉnh táo khi lướt mạng xã hội hay chơi game, đó là vì người nghèo chỉ nghĩ ngắn hạn và không có kế hoạch dài hạn. Họ có cái nhìn tiêu cực về tương lai, dễ bị cuốn vào những cám dỗ ngắn hạn như xem phim hay chơi game. Bởi điều này mang lại sự thoải mái tức thời hơn so với việc học kỹ năng mới hay phát triển bản thân. Xã hội hiện nay nghiêm khắc trừng phạt những ai không học hỏi. Người nghèo vẫn là nghèo vì họ đã tự từ bỏ cơ hội để trở thành người giàu, lún sâu vào những niềm vui ngắn hạn mà bỏ qua các lợi ích lâu dài. Nhiều người nghèo không ý thức được rằng họ đã tự chọn con đường từ bỏ sự giàu có. Có một người nghèo không có gì trong tay, gia đình trống rỗng. Một người giàu thấy thương cảm, tặng anh ta một con bò và bảo, hãy dùng nó để cày cuốc mùa đông, đến mùa thu năm sau, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Người nghèo làm theo và dắt bò đi cày, nhưng nhanh chóng cảm thấy khó khăn hơn trước vì phải chăm sóc cả con bò. Anh ta nghĩ ra một cách mới. Cừu sinh sản nhanh hơn bò, tại sao không bán bò đi mua cừu? Ngày hôm sau, anh bán bò, mua hai con cừu, rồi giết một con để ăn,
chỉ để lại một con để đẻ cừu con. Tuy nhiên, chưa kịp sinh, đời sống lại khốn khó, anh lại bán cừu để mua gà. Anh tin rằng gà đẻ trứng nhanh hơn cừu sinh sản. Nhưng khi chỉ còn một con gà mái cuối cùng, người nghèo tuyệt vọng, quyết định bán nốt để mua rượu giải sầu. Khi xuân tới, người giàu lại đến, mang theo hạt giống nhưng nhìn thấy người nghèo nằm say, nhà cửa trống rỗng. Người giàu lặng lẽ quay đi, bỏ lại người nghèo trong cảnh túng thiếu như xưa. Bài học: đâu phải ai nghèo cũng vì lười biếng. Trước đây, chúng ta thường nghĩ người nghèo là vì lười biếng. Nhưng sau này, chúng ta mới nhận ra rằng, điều khiến họ nghèo không chỉ là sự lười nhác, mà là vì họ thiếu khả năng chống chọi với rủi ro. Nguy cơ mà người nghèo gặp phải thường nhiều hơn người khác, khiến họ chỉ nghĩ đến cách tránh rủi ro và không dám phạm sai lầm. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc bán bò là thiện cận, nhưng trong đầu người nghèo lại đầy lo lắng. Nếu tôi không nuôi được bò và nó chết thì sao? Nếu hàng xóm nghèo khó, lén bắt bò giết thịt thì sao? Những điều này không phải là không thể xảy ra, và nếu có xảy ra, họ sẽ chẳng thể xoay sở. Vậy nên, tốt hơn hết là bán bò đi lấy vài ngàn đồng, mua một cái TV và để dành phần còn lại cho cuộc sống hàng ngày. Như vậy sẽ thấy yên tâm hơn. Từ khi sinh ra, chúng ta đã được dạy rằng đừng phạm sai lầm, vì sai lầm sẽ bị phạt. Vì vậy, không ai dám sai. Chúng ta thường chọn con đường an toàn nhất. Tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định như giáo viên, bác sĩ, luật sư. Không phải vì những nghề này giúp kiếm được nhiều tiền, mà vì chúng ổn định. Cho dù có không may, cũng sẽ không rơi vào cảnh không lối thoát. Trẻ em nhà giàu lại không phải lo lắng về điều này, bởi gia đình khá giả đã trao cho chúng một khả năng chịu lỗi cao hơn. Chúng có thể phạm sai lầm, mà không phải lo sẽ không mua nổi nhà hay không lấy được vợ. Bố mẹ có thể giúp chúng xử lý hậu quả. Không dám sai lầm chính là sai lầm đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể trách cha mẹ, vì điều đó họ đã làm hết sức để cho chúng ta những gì tốt nhất trong khả năng của họ. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh xuất thân, nhưng những sai lầm sắp tới nằm trong tay chúng ta. Hãy dám thử, và khi thất bại, chỉ cần đứng lên là được. Lỗ hổng kinh tế và sự mài mòn tiềm ẩn của lạm phát. Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện về một loài chim nhỏ ở châu Mỹ chưa? Chúng là những sinh vật chăm chỉ, thường tìm hạt khô và cất chúng vào hốc của một thân cây đã khô. Hàng ngày, chúng dành nhiều thời gian tìm kiếm và tích trữ hạt, âm thầm giấu chúng trong hốc cây. Tuy nhiên, ở phía sau hốc cây ấy có một lỗ nhỏ. Mỗi ngày, hạt khô từ kho cất của chú chim lại rơi qua lỗ nhỏ ấy và những con vật khác nhặt lấy ăn. Dù con chim rất chăm chỉ, hốc cây vẫn không bao giờ đầy vì lỗ hổng này. Điều thú vị là, lỗ này không quá lớn, hạt chỉ mất đi chút ít mỗi lần, nên chú chim không nhận ra ngay rằng kho dự trữ của mình đang dần vơi đi. Kết quả là, nó rơi vào một vòng lặp mệt mỏi, chăm chỉ tích trữ, nhưng nguồn lực cứ thế mất đi. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Đối với phần lớn mọi người, việc tích lũy tài sản là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền rồi cố gắng tiết kiệm. Nhưng điều chúng ta không nhận ra là kho tiền của mình cũng có lỗ hổng, đó là lạm phát. Trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ lạm phát thực tế trung bình khoảng 4% mỗi năm. Nếu hiện tại bạn có 100 triệu đồng, thì 10 năm sau giá trị của nó chỉ còn khoảng 66 triệu. Sau thêm 10 năm, số tiền này có thể bị cắt còn khoảng 40 triệu. Đó chính là tốc độ mất giá do lạm phát, cũng giống như lỗ hổng của một chiếc thùng nước. Dù có cố gắng rót đầy, thùng vẫn không bao giờ đầy. Giá cả giảm là tốt hay xấu? Bạn nghĩ rằng khi giá giảm, ta có thể chờ đợi để mua với giá thấp hơn. Ví dụ, bạn muốn mua một chiếc xe hơi và nhận thấy giá xe giảm 10% trong nửa đầu năm. Vậy là bạn quyết định đợi. Đến cuối năm, giá lại giảm 10% nữa, bạn tiếp tục trì hoãn, nghĩ rằng giá có thể sẽ giảm thêm. Nhưng khi nhiều người cùng chờ đợi như vậy, thị trường dần ngừng hoạt động, hàng hóa không luân chuyển được và kinh tế không thể phát triển. Vậy nên, lạm phát là điều không thể tránh khỏi. Làm sao để chống lại lạm phát? Câu trả lời là hãy đầu tư vào tài sản để tiền của bạn sinh lời, chẳng hạn như mua cổ phiếu hoặc khởi nghiệp. Hãy xem các video trước của chúng tôi để biết thêm. Nhưng đầu tư luôn đi kèm với rủi ro và không phải ai cũng biết cách phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty hay dự đoán xu hướng thị trường. Thiếu kinh nghiệm khiến nhiều người dễ mất tiền khi đầu tư vào cổ phiếu. Vậy nên, dù biết rằng lạm phát đang bào mòn tiền bạc, nhiều người vẫn không làm được gì. Bài học từ chương trình chiến dịch nhà giàu nghèo, trải nghiệm sống của những người giàu tại Hồng Kông. Nhiều năm trước, một chương trình tài liệu ở Hồng Kông mang tên chiến dịch nhà giàu nghèo đã gây tiếng vang lớn. Chương trình mời các doanh nhân thành đạt từ các ngành nghề khác nhau, từ ông Hoàng ngành may mặc khởi nghiệp tay trắng đến các thiếu gia nổi tiếng, để họ trải nghiệm cuộc sống của người nghèo trong vài ngày.
Họ phải sống như những người lao động nghèo ở tầng đáy xã hội, như người vô gia cư hay công nhân vệ sinh, chỉ được nhận khoản trợ cấp tối thiểu mỗi ngày, nộp lại điện thoại và cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Có một cảnh khó quên khi ông chủ ngành may mặc Điền Bắc Thần, người chi tiêu không tiết tiền trong cuộc sống thường ngày, phải lang thang đói lả ngoài phố sau một buổi tối dọn dẹp vệ sinh. Ông đứng trước quầy cơm nắm của cửa hàng tiện lợi, lúng túng cân nhắc giữa những món rẻ hơn. Một vị tỷ phú khác, đóng vai người vô gia cư, ngượng ngùng xin việc và phải thú nhận với chủ rằng mình không có điện thoại để liên lạc. Anh bị từ chối ngay lập tức. Trở về nhà tạm bợ, anh ngồi trước camera và bật khóc. Thật khó tưởng tượng, chỉ vài ngày trước đó anh còn là người lái xe sang đến các hộp đêm, tự tin trong ánh đèn lấp lánh. Vị tỷ phú vốn tự tin, thoải mái, tận hưởng cuộc sống, xa hoa giờ đây phải đối mặt với thử thách nghèo khó. Dù họ đã có nền tảng kiến thức vững chắc và đạt thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình, khi buộc phải sống cuộc sống nghèo tạm thời, họ cũng cảm thấy bất lực. Đây là lúc họ thực sự thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo, khi phải làm những công việc cực nhọc, kém sạch sẽ, với mức lương thấp nhất, chỉ để có một bữa cơm no. Nhưng chỉ một ngày làm việc đã đủ để kiệt sức. Và khi đói bụng cồn cào, ai còn đủ sức lực để nghĩ đến ngày mai hay lập kế hoạch cho tương lai. Truyền hình độc lập Anh Quốc từng sản xuất một phim tư liệu quy mô lớn mang tên Cuộc đời 7 năm. Từ năm 1964, các ống kính đã hướng vào 14 đứa trẻ 7 tuổi, từ 5 tầng lớp xã hội khác nhau, từ gia đình giàu có đến gia đình trung lưu và trẻ mồ côi. Cứ mỗi 7 năm, chương trình lại phỏng vấn những đứa trẻ này, suốt 5 đi 6 năm trời. Kết quả thật khắc nghiệt, khi hầu hết các đối tượng phát triển mà không thể thoát khỏi tác động của giai tầng. Trẻ con nhà giàu lớn lên vẫn thuộc tầng lớp giàu có công việc danh giá, còn trẻ con nhà nghèo mãi lần quẩn ở tầng lớp thấp, hầu như không có cơ hội để vượt qua rào cản giai cấp. Công sức của người nghèo có bị xem nhẹ? Nhiều người cho rằng người nghèo vì lười nhác và không nỗ lực. Nhưng thực sự họ có lười không? Những người nghèo thường phải dậy sớm về khuya, lo lắng mất việc, chấp nhận làm việc vất vả để giữ cho mình một miếng ăn. Không có công việc nào là quá nặng nhọc đối với họ, chỉ cần có thể lo đủ bữa ăn tiếp theo. Liệu có thể nói rằng họ không cố gắng sao? Khoảng cách giữa người nghèo và người giàu không chỉ nằm ở vốn ban đầu hay điểm xuất phát. Đó là một sự cách biệt do nền tảng vật chất, tư duy, khả năng quản lý tài chính, kỹ năng cá nhân, lựa chọn và cả yếu tố may mắn tạo thành. Đó là một cái bẫy gần như không thể phá vỡ. Chính vì vậy mà có câu càng nghèo càng bận càng nghèo. Trong quá khứ, để duy trì vòng lặp bận rộn nghèo khó, phương Tây từng sử dụng luật cưỡng bức lao động. Nhưng biện pháp này không hợp lòng người, dễ dẫn đến các cuộc đình công, phản kháng. Về sau, họ nhận ra rằng dùng nỗi lo đói nghèo là phương pháp thúc đẩy lao động hiệu quả nhất. Nếu không làm việc, sẽ không có cái ăn. Cách này không chỉ yên bình mà còn bền vững hơn. Tuy nhiên, đến thời đại công nghiệp, khi sản xuất phát triển và ai cũng có cơm ăn áo mặc, vòng lặp bận rộn nghèo khó có thể duy trì. Vậy giải pháp là gì? Bạn có nhận ra rằng có một thứ luôn thúc đẩy chúng ta? Đó là chủ nghĩa tiêu dùng. Thực ra, ngày nay chúng ta không còn lo thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng để khiến chúng ta rơi vào vòng lặp nghèo bận rộn, xã hội hiện đại đã tạo ra một thứ còn đáng sợ hơn đói nghèo thực sự. Cảm giác bất mãn và khao khát vật chất không ngừng. Chủ nghĩa tiêu dùng đã tái thiết lập hệ giá trị của chúng ta, gắn chặt sự hài lòng trong cuộc sống với mức độ tiêu thụ. Ngày nay, con người không chỉ tiêu thụ để sống, mà còn để tìm kiếm sự tôn trọng và địa vị xã hội. Đó là lý do tạo nên thế hệ nghèo kiểu mới. Bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng không ngừng, người nghèo kiểu mới phải vừa lo chi trả các chi phí thiết yếu như nhà cửa, lương thực, giáo dục cho con cái, vừa cố gắng tiêu xài để có được sự công nhận của người khác. Hôm nay là trào lưu cà phê pha tay, hôm sau là thú vui unboxing các hộp quà bí mật, rồi ngày mai lại là phong trào cắm trại dã ngoại. Vòng lặp bất tận, làm, tiêu và lại nghèo. Trong xã hội hiện đại, nhiều người đang mắc kẹt trong một vòng lặp làm việc cật lực để kiếm tiền, rồi lại tiêu xài và quay về trạng thái túng thiếu. Người nghèo kiểu mới ngày nay, dù biết rằng không ai ép buộc mình phải chi tiêu, vẫn bị cuốn vào cơn lốc của quảng cáo và mạng xã hội. Họ biết rằng phần lớn những gì mình thấy trên mạng chỉ là chiêu trò tiếp thị, nhưng lại không ngừng chạy theo các trải nghiệm và chi tiêu không ngừng. Để thỏa mãn những mong muốn ấy, họ phải làm việc nhiều hơn, thậm chí tăng ca với hy vọng rằng thu nhập cao hơn sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật là gì? Khi đạt được một căn hộ rộng rãi, họ lại khao khát một ngôi biệt thự. Khi mua được chiếc xe mơ ước, họ lại muốn thêm một chiếc nữa. Cứ thế, mục tiêu về hạnh phúc của họ bị thay đổi, từ những điều cơ bản như sự no đủ và ổn định,
thành một chuỗi những món đồ xa xỉ, đắt tiền. Liệu chúng ta có thật sự cần một ngôi biệt thự hàng chục tỷ đồng hay những bộ sưu tập xe sang đắt đỏ? Đằng sau những chi tiêu ấy là một nỗi bất an tiềm ẩn. Khi thấy người khác sở hữu nhiều hơn, chúng ta cũng muốn có. Khi thấy mình không bằng ai đó, chúng ta lại cảm thấy hụt hẫng. Đó là sức mạnh của chủ nghĩa tiêu dùng. Nó không chỉ khiến chúng ta chạy theo vật chất, mà còn làm lệch lạc định nghĩa về hạnh phúc. Chúng ta không còn cảm thấy đủ với những gì mình đang có, mà luôn cảm thấy thiếu thốn khi so sánh với người khác. Chủ nghĩa tiêu dùng biến những khao khát của chúng ta thành động lực, khiến nhiều người chấp nhận cuộc sống của người nghèo kiểu mới, làm việc quần quật chỉ để chi tiêu và lại cảm thấy nghèo đi. Để thoát khỏi vòng lặp này, có lẽ chúng ta cần nhìn lại giá trị thực sự của cuộc sống. Hạnh phúc có phải là những gì ta mua được hay là những trải nghiệm và cảm xúc ta tích lũy? Đặt ra giới hạn cho việc chi tiêu và học cách hài lòng với những gì mình có là cách duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Câu chuyện về người thợ săn và bài học về sự dũng cảm. Có một câu chuyện kể về một người thợ săn luôn ở nhà, không bao giờ tham gia săn bắn cùng đồng nghiệp khi họ lên núi săn thỏ hay hổ. Khi bạn bè thắc mắc, anh ta chỉ trả lời rằng thỏ thì nhanh quá, sợ đuổi không kịp, còn hổ thì lại quá hung dữ, sợ gặp nguy hiểm. Những người thợ săn khác góp ý rằng nếu anh sợ đến thế thì tốt nhất nên làm nông dân. Nhưng đến mùa vụ, anh ta vẫn không dám trồng trọt. Khi mọi người chọn trồng cao lương, anh ta lo sẽ gặp lũ lụt. Đến lúc mọi người trồng lúa nước, anh lại sợ hạn hán làm mất mùa. Vì sợ rủi ro, anh không làm gì cả, cứ mãi đắn đo và lo lắng. Kết quả là 5 tháng trôi qua, anh chẳng đạt được gì, không một mùa màng, không một mẻ săn bắt. Câu chuyện này chính là một minh họa rõ nét cho thực tế mà nhiều người trong chúng ta đang gặp phải. Chúng ta có thể muốn khởi nghiệp, nhưng lo sợ thất bại và mất vốn. Muốn học một kỹ năng mới, nhưng lo lắng rằng mình không đủ giỏi. Hoặc muốn đầu tư, nhưng lại sợ rủi ro. Những nỗi sợ ấy nếu không vượt qua sẽ trở thành xiềng xích, ngăn cản chúng ta tiến tới thành công. Goethe từng nói, mất đi lòng dũng cảm, bạn sẽ mất đi tất cả. Thực tế cho thấy, những người thành công thường là những người biết dấn thân, dám chấp nhận rủi ro. Theo thống kê, có đến 90% người thành đạt từng thất bại ít nhất một lần trong đời, nhưng họ vẫn tiến bước và tìm kiếm cơ hội mới. Hãy tưởng tượng, nếu Bill Gates sợ hãi vì Microsoft có thể không thành công, hay Steve Jobs lo lắng Apple sẽ thất bại, liệu thế giới công nghệ có được như ngày nay? Hành động không chỉ mang lại cho chúng ta những kết quả cụ thể, mà còn giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Dù không phải lúc nào cũng đạt được thành công ngay, nhưng qua mỗi bước đi, mỗi lần thất bại, chúng ta học thêm điều mới, vững vàng hơn và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Theo tâm lý học, những người giàu có thành công từ tay trắng đều có chung một niềm tin ngầm rằng họ xứng đáng với sự giàu có. Họ tin rằng thất bại là bước đệm để tiến gần hơn đến thành công. Và mỗi lần thất bại chỉ làm giảm bớt số lần cần thiết để đạt đến đích. Khi bạn thực sự mạnh mẽ về tinh thần, thất bại không còn là nỗi sợ mà là dấu hiệu rằng thành công đang đến gần. Hãy tưởng tượng bạn biết rằng chỉ cần mua đủ 100 tấm vé số là sẽ trúng thưởng. Liệu bạn có xé bỏ tấm vé thứ 23 chỉ vì chưa trúng không? Chắc chắn là không. Bạn sẽ càng phấn khích hơn vì biết rằng chỉ còn 77 tấm vé nữa là đến đích. Người nghèo muốn thay đổi số phận, điều đầu tiên cần làm là dám rời xa quê hương và vòng tròn quen thuộc. Bạn có để ý rằng hầu hết những người thành đạt từ tay trắng đều rời khỏi nơi họ sinh ra? Cha mẹ và bạn bè của chúng ta, vì sao họ chỉ là những người bình thường? Đó là vì họ bị chi phối bởi những quan niệm hạn chế, những suy nghĩ lỗi thời đã cản trở khả năng thành công. Rời khỏi quê hương, xa cách gia đình và bạn bè cũ là cách duy nhất để bạn có thể phá vỡ những giới hạn và mở ra cơ hội cho sự thay đổi. Ai là người nuôi sống ai, người giàu hay người nghèo? Ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ nghèo khó, dân làng chủ yếu sống nhờ vào nông nghiệp và cuộc sống hết sức khó khăn. Nhiều gia đình đến mức không đủ tiền mua sách vở cho con cái. Rồi một ngày, một nhà tư bản đến và mở nhà máy, tạo việc làm cho 500 người. Nhờ đó, cuộc sống trong làng dần khấm khá. Người dân bắt đầu có tiền, mua sắm nhiều hơn, các cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, nhà hàng cũng mọc lên. Các gia đình có thêm thu nhập để lo cho con cái, tình trạng bỏ học giảm xuống. Cả thị trấn trở nên sôi động và giàu có. Thậm chí những người từ làng bên cũng đến đây tiêu dùng. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi dân làng thấy nhà tư bản có xe sang, còn con cái, ông học trường tư. Một làn sóng ganh ghét dâng lên, họ bắt đầu thắc mắc tại sao ông ta lại giàu hơn. Những lời chỉ trích ngày càng nhiều và người dân bất mãn. Vì sao ông ta không làm gì mà vẫn giàu có, trong khi chúng ta làm lụng vất vả mà vẫn không đủ ăn? Trong áp lực của sự oán trách, nhà tư bản quyết định rời đi, đem nhà máy của mình theo.
Vài tháng sau, thị trấn quay lại cảnh nghèo khó như xưa. Các cửa hàng phải đóng cửa, nhà cửa xây giang dở thành hoang phế. Điều đó cho thấy rằng nhiều người nghèo mãi nghèo vì họ luôn đổ lỗi cho sự bất công thay vì nhìn nhận và học hỏi từ người thành công để mở rộng tầm nhìn. Trên thực tế, người nghèo thường có cái nhìn khinh miệt với người giàu. Khi trò chuyện về những người thành công hay các ý tưởng làm giàu, họ thường nói: anh ta có tiền thì có gì giỏi, chẳng qua là nhờ may mắn hoặc nhờ vào gia đình giàu có mà thôi. Nhưng trong giới nhà giàu, phần lớn mọi người đều rộng lượng và họ nỗ lực không ngừng để đạt được thành công. Họ không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn có tầm nhìn sâu sắc và khả năng quản lý tài chính tốt. Người nghèo đôi khi xem thường người khác, nhưng nghèo khó nhất chính là ở tư duy hạn hẹp. Vậy, 77% người có thể sẽ trở thành người nghèo kiểu mới trong 2 năm tới. Đó không chỉ là một cảnh báo mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Khi cuộc sống ngày càng bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng, nhiều người dễ dàng rơi vào vòng xoáy làm việc, tiêu dùng và rồi lại trở nên túng thiếu. Những thói quen chi tiêu thiếu suy nghĩ, sự chạy theo những tiêu chuẩn, vật chất vô tận và cái bẫy của sự đố kỵ có thể khiến chúng ta mất đi kiểm soát, đẩy chúng ta đến bờ vực của loại nghèo mới này. Nhưng tin tốt là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi hướng đi của mình. Như tôi đã chia sẻ, điều cốt lõi để thoát khỏi vòng xoáy này là sự thay đổi trong tư duy. Hãy tập trung vào xây dựng giá trị bản thân, đầu tư vào những gì tạo ra giá trị bền vững, thay vì chi tiêu để thỏa mãn những nhu cầu nhất thời. Thành công sẽ đến khi chúng ta biết học hỏi, dám thay đổi và sẵn sàng mở rộng tầm nhìn. Đừng để bản thân bị cuốn vào cuộc đua vật chất, mà hãy tập trung vào việc xây dựng nền tảng tài chính ổn định và phát triển lâu dài. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức giúp bạn tránh xa cái bẫy của nghèo kiểu mới và xây dựng tương lai bền vững. Đừng quên bấm like, chia sẻ video này đến bạn bè và người thân và hãy để lại bình luận để chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề hôm nay. Cảm ơn bạn đã đồng hành và hãy nhớ, thành công là một hành trình chứ không phải đích đến. Hẹn gặp lại bạn trong những video sắp tới.